À, không có gì bay nhanh bằng bay lúa mềm mọi người ha. Cứ lúa mềm là sẽ bay nhanh thôi. Đó thì hôm rồi em có lên một cái clip mười mấy con huyết semi sọt. Lúa chỉ từ trên dưới 10 củ ha. Thì anh em ủng hộ quá nhanh luôn. Thì tiếp tục em lại lên hồ cho mọi người chúng ta xem. Clip này là có 15 con nha. Lúa chỉ từ là 6.8, 7 chấm mấy, 8 chấm mấy, 9 chấm mấy, rồi hơn 10 chấm. Có 15 con trong cái clip này. Body đầu gãy semi sọt. Khoảng tầm 35 xăng, 34, 35 xăng cho đến là 40 xăng luôn nha mọi người nha. Mời mọi người chúng ta cùng xem trong clip này có những con cá như thế nào nha. Rất là mềm, chỉ từ 6.8 củ mọi người ha. Ok, let's go. Thì đây là mọi người, đây là con đầu tiên nha. Em này là 39 xăng. Con này là đỏ hết lưng, hết đầu luôn nha mọi người nha. Đầu nhỏ mà mình to ha. Màu đang lên cam đỏ rồi. Đó, con này mắc môi chuẩn chỉ hết là 13 củ 5 mọi người nha. Con này 13 củ 5 nha. Mắc môi là chuẩn chỉ ha. Đó, body sumo ngắn đòn. Đầu nhỏ mình to nha mọi người ha. Ô số 1 nha. Mã clip này là 154, được up ngày 15 tháng 4 ha. Bên em có giao lưu, có nâng cấp cá cho mọi chúng ta nha. Có gấp tháng luôn ha mọi người ha. Đó, lồng vẫy màu xanh tím, màu đang lên rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, lưng lột và đầu lên lột sẵn luôn rồi mọi người nha. Ô số 1 ha. Rồi, ở bên dưới này là ô số 2 mọi người nha. Con này thì nó to hơn con bên trên một chút xíu, 40 xăng. Đó, đầu muỗng gãy hết luôn nha mọi người nha. Đây, đó, vẫy lên màu rất là đẹp luôn. Em này là 12 củ 5, ô số 2. Đó, anh em mà mấy con này mà anh em muốn nó lên body dữ nữa, anh em thả ao thì hoặc là nuôi hồ lớn, hồ gạch men là các thứ, thì mấy em này lên body nữa lớn nó sẽ rất là khủng nha mọi người nha. Tại vì cái đầu nó gãy như thế này thì nó lớn nữa thì nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào chơi cộng đồng cũng được luôn nha mọi người nha. Đó, những con body sumo mập mạp như này thì quá ok. Đây là ô số 2 nha, 12.5 củ, 12 củ 5. 12.5, 12 củ 5. Đó. Mắt môi không sệ không chề mọi người nha. Râu V ha. Râu V chỉ thiên, body sumo rất là đẹp nha. Đó. Rồi. Tiếp theo ở đây là ô số 3. Đây, ô số 3, con này màu quá đẹp luôn nha mọi người nha. Semi sọt. Ô số 3 ngắn ngủn luôn nha mọi người nha. Con này kêu sọt cũng được. Mà mình khiêm tốn thì mình kêu là semi sọt nha mọi người nha. Màu lên rất là tốt nha. Đầu nhỏ mình to ngắn ngủn luôn. 13 củ 5 ô số 3. Con này đỏ hết đầu nha mọi người nha. Lồng vẫy có màu tím nha, ngắn ngủn luôn. Sọt đẹp chỉ 13.5 ô số 3. Đó. 13.5 ô số 3. Màu mè là anh em khỏi lo, mấy con cá này màu vậy thì yên tâm rồi ha. Đó, rất là ok. Rồi, tới khúc lúa mềm đây. Đây là ô số 4 mọi người nha. Ô số 4 này là 9 củ 5. Con này là 35 xăng. Lột sạch lưng lột sạch lưng nha mọi người nha. Bạch ngọc nha. Mắt môi chuẩn chỉ nè. Ông này là 9 củ 5. 9 củ 5 thôi nha mọi người. Đó, lưng nó lột sạch hết à. Đó, mọi người thấy không? Lưng lột hết. 35 xăng 9 củ 5. Mềm không con cá nhỏ. Con này chuẩn nha, không lỗi nha. Đó, mềm không con cá nhỏ luôn. Rồi, tiếp theo ở đây là một bé semi sọt size 40. Em này bị đứt râu. Đó, anh em về chơi cộng đồng hay là nghiên cứu làm sao để cho nó ra râu lại đó. Thì mình lấy con này 7 củ rưỡi thôi, 40 xăng, 7 củ rưỡi. Em này là semi sọt nha, ô số 5, 4 củ rưỡi. Màu đang lên rất là tốt, ánh kim lồng vẫy rất là sáng luôn. Đó, huyết bạch ngọc 7 củ rưỡi. Size 40 nha mọi người nha. Đó, ô số 5 ha. 7 củ rưỡi nha, 7.5. Rồi, tiếp theo ở bên đây là ô số 6 nha mọi người ha. Ô 66 này là body rất là dữ luôn. Đó, đô cực kỳ đô. Đó, mọi người thấy cái đầu nó nhỏ xíu mà cái mình đó nè. Trời ơi. Ô số 6 này là 12.9 củ. Mắt môi chuẩn chỉ hết luôn, 12 củ 9. Đó, 40 xăng. 12 củ 9 nha mọi người nha. 40 xăng. Quá là đẹp luôn, cái đầu gãy coi nè anh em ơi. 12 củ 9 mà cái đầu nó cỡ này thì còn gì mà không chơi. Hôm nay không chơi chơi nào giờ. Đó. Body quá đẹp luôn.
12.9 cũ ô số 6. Rồi bên đây là ô số 7, con này là 10 cũ 5 đây. 10 cũ 5 nha mọi người nha. Đó, em này là 38 xăng 10 cũ 5 nha mọi người nha. 38 xăng 10 cũ 5. Con này cái râu nó không có được V thẳng nha mọi người nha. Đó. Nó hơi lệch một chút xíu. Đó, cho nên là cái lúa nó cực kỳ mềm, 10 cũ 5. Màu mè đang lên rất là ngon lành ha. Ô số 7 nha. Con đó là ô số 7. Bây giờ mình qua ô số 8 nha. Đây, bé này là semi sọt. Ô số 8 màu siêu VIP luôn anh em ơi. Bạch ngọc nha. Bạch ngọc màu VIP. Lồng 7 sáng. Con này là semi sọt 13.5 cũ. 13 cũ 5. Đó, anh em thấy ok chưa? 13 cũ 5 mắt môi chuẩn chỉ. Đầu nhỏ mình rất đẹp luôn. Ô số 8 13.5 cũ. Đó, ngon lành ha. 13.5 cũ. Rồi, ở đây là ô số 9 nha mọi người nha. Ô số 9, con này là 11 cũ 5. 11 cũ 5, cái đầu rất là nhỏ, cái mình thì rất là to. Đó, màu mè thì ngon lành. Em này là 39 xăng. 39 xăng 11.5 cũ. 11.5 cũ nha. Lòng vẫy có màu tím. Ô số 9 11.5 cũ. Rồi 1 cũ 5. Rồi, đây là ô số 10. Ô số 10 này là 8 cũ 9. Con này 36 xăng, 8 cũ 9. Đó, cũng là huyết bạch ngọc nha, nhưng mà em đang để hồ đen thôi. Nên em thích nuôi bạch ngọc thì chúng ta để hồ trắng nuôi bình thường nha. Đó. Ô số 10, 8 cũ 9 nha mọi người ha. 36 xăng, 8 cũ 9, còn mềm hơn con cá nhỏ luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua đến con ô số 11. Đây, ô số 11. Cái đèn này nó đang bị khuất ở trong chút xíu. Đây là ô số 11 nha mọi người nha. Ô số 11 này là 12 cũ 5. Con này đuôi càng màu mè rất là đẹp. Ok hết luôn nha mọi người nha. Con cá này rất hoàn thiện ha. Đó. Đây mọi người nhìn nè. Đó, body đuôi càng màu mè quá ok luôn. Tính ra là 40 xăng mà lúa này thì quá là mềm so với những con cá nhỏ. Con này mua 40 xăng mà chỉ có 12.5, quá là ok nha mọi người nha. Đó, cái này là quay clip như là không đèn luôn á mọi người ha. Đó, rồi ô số 11. Rồi ở đây là ô số 12. Ô số 12 này là 37 xăng, 38 xăng. 37, 38 xăng. Con này có một cái chấm trắng ở trên bên mắt phải một chút xíu nha mọi người nha. 9 cũ 5. Đó, lột sạch lưng, lột đầu luôn. 9.5 cũ. Rồi, nó là em ô số 12, 9.5 cũ nha mọi người nha. Đó, bạch ngọc nha. Ô số 12, 9.5. Lưng lột sạch, đầu đang lột luôn. Mắt mò kích rịch nha mọi người nha. Rồi,
Bây giờ mình đến tới con số 13. Con số 13, con này là body đẹp, màu đẹp. Con này nó bị mắc kim cương bên trái nha mọi người nha. Mắt nó bị kim cương phía bên trái ha. Con này là 6.8. 6.8 cũ. Màu rất là đẹp luôn. Bị mắc kim cương bên trái nha, 6.8 cũ thôi. Còn lại nó rất là ok. Nó là semi sọt. Ngắn đòn, màu đẹp. Quẩy nó đang leo ở bụng luôn. Đó, đầu gãy. Đó, sọt đuôi luôn nha mọi người nha. Đó, chỉ có mắt nó vẫn thấy đường, chỉ có cái là nó có cái kim cương ngay chỗ trồng đen thôi nha, nó trắng vẫn thấy đường bình thường nha mọi người nha. Đó. Mắt môi là sát rạc, ăn uống bình thường. Ô số 13 6.8. Rồi ở đây là ô số 14 nha mọi người nha. Con này màu rất là đậm luôn, màu cực kỳ đậm. Em này là ô số 14 nha, semi sọt. 11 cũ chín. Màu cực kỳ VIP luôn. Em này 38 xăng. 38 xăng, màu rất là đẹp. Đó, màu rất đẹp. Ô số 14, 38 xăng, 11.9, nó là semi sọt nha mọi người nha. Cá rất là sung, con này ăn rất là mạnh ha. 11 cũ chín. Ba mươi tám xăng. Rồi ở bên dưới này là con ô số 15. Con này là con cuối cùng trong clip này, cũng là một cái con mà có cái đầu nó gãy dữ nhất luôn. Đó, đầu rất là gãy luôn. 12 cũ 5 semi sọt. Ô số 15, mã clip là 154. Đó, anh em nhìn con này nè. Cái đầu nó rất là dị luôn á, đầu nó dị lắm. Nè. Đó, mọi người thấy không? Đầu nó gãy cỡ này luôn, chỉ 12 củ rưỡi, em này 40 xăng. 40 xăng. 12.5. Đó, mọi người thấy không? Đó, cái lưng nó chệch về luôn nha mọi người. Nè, cái đầu nó rất là nhỏ. Mà cái mình nó rất là đô. Đó, ô số 15. Semi sọt. 12.5. 12 củ 5. Bên em có giao lưu và có góp cho anh em mình luôn ha, mọi thể loại luôn. Đó, anh em thích góp, thích giao lưu, thích gì thì cứ bấm cái số của em nha. 2222 rồi 2323, đầu 09 nha mọi người nha. Đó. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo ha. Ok, bye bye.